Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều người cha người mẹ ở các tỉnh rất xa, phải nói là ở miền Tây, miền Trung, miền Bắc về đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương để đăng tải những video để tìm người con, những người thân của mình mất tích các bạn. Câu chuyện hôm nay thì tiếp tục là hai chị em ruột cầm hai tấm hình về đây để đăng tải tìm người con cũng như người cháu ruột của mình. Câu chuyện như thế nào kính mời cô chú anh chị và bạn tiếp tục theo dõi video này. Đã xin phép con chào hai cô. Cô có thể là cô áo xanh, có thể là cô là mẹ ha. Rồi, Mẹ ạ. rồi. Cô có thể cho con cũng như cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết là cô họ tên đầy đủ là gì ạ? Tôi Hồng Nguyễn Thị Điệp, vợ con thì Nguyễn Kim Cương. Dạ, hiện nay cô đang sinh sống tại đâu cô? Sống ở ở Phú Thạnh, xã Long Phụng, Tỉnh nào cô? tỉnh Long An. Tỉnh Long An nha. Rồi, mình từ hai chị em cô từ Long An về Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương để đăng tải để tìm con của cô ạ. Dạ. Cô cho con biết ạ, con của cô ấy là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nay nó 30 tuổi rồi. 30 tuổi, có chồng chưa cô? Chưa chồng. Chưa chồng luôn. Giờ nó hôm nó ăn Tết vậy, gia viên nó lại nó lên đây là nó nói nó mướn thuê mặt bằng là nó bán nước thì nó về nó có nói là bán mới đầu bán cũng được lắm, giờ cái bà nó bà sang mặt bằng lại cho nó bán cũng được lắm, giờ cái thời gian bà đi về quê theo con bà, giờ lại để nó bán là giờ cái thấy nó bán được, bây giờ cái hai bên chặn hai đầu nó chính giữa nó bán không được, giờ nó mới sai qua nghề làm bánh là ông cuốn nó mới bán là nó cũng được lắm, giờ nó điện nó hứa là mùng bốn rồi là nó mới về nó cưới nhà em đó, mà mùng bốn nó không về, giờ cái tới mùng năm là để sáng mùng tới chiều mùng năm khách cứ với bớt, giờ cũng cái điện nó là không vô máy không liên lạc được luôn, tới ngày mùng sáu để nuôi dâu rồi về điện tới chiều mùng sáu tới sáng luôn cũng điện không được luôn nữa, Dạ, xin phép không liên lạc được đó. cô có thể cho con biết và cho cô chú anh chị trên cùng một mạng biết được là con cô đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi? À, nó đi là bữa nó đầu ở năm, nó đi luôn nó ở đầu năm tới giờ nhưng mà nó mất liên lạc ngay ngày mùng 4 tháng 12. 4 tháng 12. Hôm nay 4 tháng 12 này là nó mất liên hôm lạc. Nay là vậy là hơn một tháng rồi. Đâu chưa không, đầy chưa tháng. Chưa đầy tháng, mùng 4 tháng 12 mình á là vậy là âm lịch 20 đúng không? Hai mấy lịch. Dạ. Hôm mấy tính ngày Tây hay ngày ta? Ngày ta mình á, ngày ta là ngày nhiêu? Ngày Con 23 biết. ngày mùng 4. Đến giờ bao nhiêu ngày rồi con hỏi cô, giờ là bao nhiêu ngày? 20 ngày rồi. Gọi là con Gần cô đi 20 giờ ngày. Là 20 ngày. Là Con mất cô liên đi cái lạc. thời điểm đó. Không có mất liên lạc là mất coi liên như lạc. nó ở luôn trên Ở này đây nhưng mà luôn. mất liên lạc. Vậy là con cô quê ở Long An, sống ở Long Bình làm Dương, Bến Cát làm là Bến nghiệp. Cát mà Làm Long việc ở Bình Bến Cát là công việc cụ thể là gì cô nói rõ hơn. Mới đầu thì nó đây là coi như là giờ nó đang bán làm bánh cuốn đi, bánh ống đó, đang làm bánh ống. Bánh cuốn à? Bánh ống. Để bán hàng à? Thu nhập có được không cô? Thì nó nói làm cũng được, bữa bán cũng được triệu mấy à. Thu nhập ha? Thu nhập bữa ngày tốt triệu mấy hả? Anh. Là có gặp gì trở ngại không cô? Không biết nó trên đây đâu đâu có biết được, liên lạc mình không được với nó vậy thôi chứ đâu có biết được. Con cô thường xuyên có trò chuyện điện thoại về nhà cho cô không? Thì cũng lâu lâu điện về, giờ mới bữa 28 thì nó có điện về, nó kêu mẹ mẹ cho con mượn 10 triệu đi đặng trả cho nó em nó đặng sắm vàng đám cưới á. Giờ nó giờ tao trả mày, giờ nó nói để nó hốt hụi, tôi nói thôi mày giờ mày đừng có hốt hụi. À, để tới đám cưới giờ về mình hốt mày trả luôn chứ giờ mày đừng hốt hút hồi ngày nữa, chứ hồi ngày đó là về mày đóng lại sao đâu, con nó đóng lại tụi cực khổ cho mặn cực khổ mà đóng tiền ta lại sẽ ăn ta ăn hết. Cô nói chậm thôi, cô nói nhanh lắm, cô nói chậm thôi, nói nhanh lắm mọi người không nghe được. Đúng như giờ cũng như nó tính hốt hồi ngày thì nó trả cho em nó mà tôi như cản không có cho, nó nói thôi con đừng có hốt để chừng nào cái đám cưới con về cả 20 ngày mười mấy ngày nữa tao rồi về đám cưới. Con hỏi cô thế này, cô biết nguyên nhân tại sao con cô lại mất liên lạc với gia đình không? Tôi không biết nữa. Con cô từ xưa này có yêu ai không? Không có yêu ai nữa. 30 tuổi chưa yêu luôn? Không, người ta đi nói mà nó không chịu. Con lại có người hỏi nhưng con cô không chịu. Dạ. Con cô có bình thường không? Bình thường. Là giới tính nữ hay là sao? Hay là cô có biết không? Nữ. Giới tính là nữ 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 xịn nữ, đấy hả? Nữ nhưng mà nó không có quen. Hay là chưa muốn lấy chồng hay là chưa muốn lấy chồng. Hay là muốn kiểu sống độc thân? Chưa muốn lấy chồng. Chưa muốn à? Dạ. 30 tuổi này cũng đúng nha, tuổi này là cũng có chồng có con rồi đó. Em nó có chồng có con. Em nó có chồng có con hết rồi, nó nói nó ở vậy mà là nha, thì nó còn ở nhà nó chưa đi mặn lên đây nha, thì nó nói mình muốn có mệnh dáng mà có tiền nó ra các cái nhà rồi nó giúp có đứa cháu nó giữ nó làm nhà trẻ nó nói vậy. Có nghĩa là ý cô, ý con cô là cũng không muốn lấy chồng. Yeah, đúng không ạ? Phải không ạ? À. Cô có nắm bắt được tâm lý không? Yeah, nó không muốn lấy chồng tại vì nói chung là con nhỏ này nó bị bệnh. Nó bị bệnh nó không muốn lấy chồng cho dạ. Nên là nó à. Bị bệnh như vậy, bệnh về tâm linh á. Dạ. Nó thường nó ngủ nó thấy tầm bậy tầm bạ không à, giờ nó bị tâm linh. Gọi là bệnh hoang tưởng đúng không?
hoang tưởng. Không phải là hoang tưởng nhưng mà nó bệnh tâm linh cái này mà coi như là người ta thường nói á là mắt bằng bố nó không cho con gái lấy chồng, thấy được ông ghét lắm. À, vì lý do như vậy cho nên con nhìn là cái con nhìn con gái cô ấy là nhìn tấm hình này nhìn nó thật là cũng rất dễ thương đó mà. Nhỏ này nó hiền, nó hiền, nó có nét nhưng mà nó cũng nói chuyện đàng hoàng lắm chứ. Con cô có nghi ngờ con cô thiếu nợ tiền ai không? Bây giờ nó không biết lên đây làm sao tôi không biết. Chứ ở nhà thì nó mượn tiền của tôi với cô nhà chị nó thôi, chứ hai chị em là hai mẹ con là hết 100 triệu. Cô có biết mượn tiền để làm gì không cô? Tiền nữa là nó ra tiệm là nó bằng bán nước, sao mặt bằng nó bán nước gì nó làm bánh, mua đồ ăn bận một bánh là nó bán đó. Dạ. Vậy là cô mới lại em gái à? Đây là em gái cô hả? Dạ. Hai chị em từ Long An về Bình Dương. Cô đi được mấy giờ vậy? Đi hồi 4 giờ. 4 giờ. Bây giờ cô lo lắng nhất điều gì về con gái của cô? Bây giờ rồi, cái cầu kiếm được con thì thôi, chứ giờ tôi biết giờ tôi điện nó không được, không nó không bắt máy. Điện thoại còn đổ chuông không cô? Đổ chuông mà không bắt máy. Mới đầu thì điện không đổ chuông. Rồi sao cái mấy chị nó đầu nhắn tin nó về cái nó mới bắt máy được, nó trả lời đâu được 2-3 tiếng à. Rồi bữa nó rồi để thôi là sao điện mà nhắn tin không có vô máy mà không có bắt máy. Cô nói chuyện rõ ràng hơn, tình cảm hơn để cho con gái cô xem được. Dạ yêu cầu cho con nó về cho cha mẹ mình thôi ạ. À. Cô nói làm sao để con cô về? Để giờ con và cha mẹ cũng không có nói gì, con về với cha mẹ thôi. À. Cho mẹ thấy mặt thôi. À. Con cô có sợ hãi điều gì về con cô mất tích một cách rất khó hiểu thế nào? Sợ bởi vì chứ. Tuổi của con cô là không phải nhỏ nữa. Rất là sợ, cũng sợ. Sợ kiểu như người ta bắt nó vậy, ta không chế nó cho nó không có cho điện thoại nói chuyện. Nhưng bây giờ mình nó nói chuyện trong vài ba câu hỏi tại sao mà con không về, nó nói nó gì không được, nó thiếu nặng nó gì không được mà hỏi mày về chị em mày có đòi mày đâu, mình nói mày về không được, nó nói mẹ đừng gấp bức nữa. Là con cô bảo vậy. Dạ. Lâu chưa cô? Mới hôm bữa ba bữa nay, bốn bữa nay. Bốn năm bữa rồi, có chừng năm bữa trở lại đây. Năm bữa trở lại đây. Lúc trước á thì nó hứa nó nói là nó đang té, nó té xe, nó về nó cứ em nó. Nhưng mà nó đi té xe rồi bắt đầu nó đợi chừng nào nó sửa xe xong nó về, là mới đầu nó hứa như vậy. Giờ cái chị nó kêu nó thôi để vài ngày nữa là tới đầy tháng cháu mày về luôn. Nhưng mà nó rất là thương cháu nó mà không biết lý do nào, không biết mà mấy ngày sau gần tới hỏi nó về không. Nó trả lời là mẹ đừng có ép con nữa, con không có gì à. Bây giờ con không chưa có ổn, chừng nào ổn á con mới về. Thứ hai nữa là bây giờ con không còn ở chỗ đó đâu, mẹ đừng có kiếm nữa. Tại vì em nó nhắn là chị nó nhắn là nếu mày không về mẹ báo công an đi kiếm mày. Nó nói gì bây giờ đừng có ép nó nữa, đừng ép nó quá. Mà không biết lý do nào nhưng mà nhỏ này nó rất là biết chuyện. Ở nhà nếu mà thấy dòng họ bất cứ ai không biết mà điện lên nó là trong vòng chừng 2-3 tiếng đồng hồ sau nó thấy số á. Nếu nó bắt mày nó không điện lại, nó thấy số rồi chưa chiều nó cũng điện lại, nó hỏi ở nhà có chuyện gì mà điện nó. Nhưng mà bây giờ không biết lý do nào mà cháu tôi điện là coi như là mấy chị em nó điện là nó không bắt máy, không có bắt máy của ai hết. Có lẽ hiện nay á, theo các anh em nên lắm bắt được là con gái cô vẫn liên hệ được, nhưng chẳng qua vì một lý do nào đó con gái cô không muốn gọi về nhà. Con gái cô đang giấu điều gì đó, có thể hoặc là bị một số đối tượng khác khống chế hoặc dụ dỗ. Hiện nay tất cả các bé gái tuổi đời từ 11 đến dưới 18 tuổi là bị dụ dỗ lừa đảo vào các đường dây massage karaoke trá hình, bị bắt khống chế nhất nhiều. Không ngoại lệ, nhiều em gái tuổi đời trên 20 rồi vẫn còn bị. Sợ không có sợ dụ dỗ mà sợ người ta bắt nó thấy nó mần. Điểm thứ nhất á, nó mần rất là có nhiều tiền. Điểm thứ hai nữa là nó cũng hơi có nét, là sợ người ta bắt thì người ta khống chế, sợ cái đó thôi. Chứ ngoài ra là không có sợ người ta dụ dỗ, trừ dân người ta bỏ bùa nó mới đi, chứ nhỏ này rất là khôn. Yeah. Thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương, các anh em ở đây cũng ghi nhận cái thông tin của giữa cô và người em gái của mình. Hy vọng là đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương, các anh em đây đăng tải video lên được sự lan tỏa, chia sẻ nhiều hơn nữa của các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Trong một vài ngày tới thì sớm nhất sẽ có thông tin về người con gái cũng như người cháu gái của cô. Dạ. Cô là em là cô là gì nhá. Dạ. Cô có thể chia sẻ cái câu chuyện mà để cho cháu gái của cô có thể là không về thì cũng liên hệ với cho gia đình. Bây giờ
Dạ. Yeah. Cũng cầu mong hả, nếu mà trên cộng đồng mạng có xem tin này, có thấy cháu tôi đâu á, thì kêu nó về giùm. Tự vì ở nhà bà con nhiều hoa rất là lo. Thực sự đây là một trong những câu chuyện nó vô cùng phức tạp, trong thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều, rất phổ biến. Yeah. Chính vì lý do các bé gái bây giờ hiện nay thì trên các trang mạng xã hội, các bé gái bị dụ dỗ trên internet, trên các nền tảng xã hội, mạng xã hội khác, bị dụ dỗ việc nhẹ lương cao, có rất nhiều người bị lừa đảo, bị dụ dỗ bị bán sang bên kia biên giới hoặc sang Thái Lan. Còn không, rất nhiều trường hợp khác là bị bây giờ đang dụ dỗ vào các trung tâm môi giới việc làm. Nhưng nhỏ này thì nó có việc làm sẵn rồi, nó thì nó có tiệm sẵn rồi, nó không có thể gì sẵn rồi. Thì tôi hiểu mà, bây giờ nó mất mạnh, nó mất máy thì một lát chiều chiều nó cũng tối nó cũng điện mà nói chuyện, mà bữa nay tôi điện tôi nói chuyện với nó, tôi khóc luôn, tôi kêu yêu cầu mà về, tôi gặp mặt thì nó không về được, đừng ép bờ bức nó quá. Dạ. Cô, hai cô còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không ạ? Giờ muốn chia sẻ là cho, nếu mà cháu ấy thì cho nó về thôi. Rồi, hôm nay bất, cứ, bất cứ chuyện gì không biết, nhưng mà cháu nếu mà nó có làm lỡ cái gì thì nó cũng quay về gia đình thì cũng tha thứ hết cho nó. Nếu mà nó có lỡ làm lỡ cái gì, còn nếu mà có, nó có nợ nần ai thì nó về á, kêu nó về rồi chị em rồi chân tay cho trả nợ cho nó, mà nhưng với điều kiện nó phải về. Yeah. Với điều kiện nó phải về nhà thì chị em có thể là chân tay trả nợ cho nó, nếu mà nó phạm mắc nợ đâu không dám về á. Yeah. Thì vậy. Rồi, hôm nay con Khoa xin phép được thay mặt tổ hiệp sĩ của thầy Bình Dương xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai cô cùng với toàn thể gia đình. Hy vọng là một vài ngày tới thì sớm nhất có thông tin người con gái của cô cũng như người cháu của cô, các anh em là tìm cách khuyên răn cho em quay trở về tổng tục cùng gia đình cô nhé. Dạ, xin chào cô. Dạ.